Chào mọi người nha. Tình hình là bây giờ trong nhà còn cái gì thì vơ vét cái đấy ngại đi mua đồ ăn. Giờ còn gì thì ăn cái đấy. Giờ thằng Thóc hát xì ác nhỉ. Khui thử cái bim bim Thái Lan của Miss Linh nhỉ. Giời. Nó giống như bim bim bình thường, có cái ngon hơn tí. Thảo ơi, mẹ lạy con chưa nhỉ? Con nó phải vừa phải để cho mẹ ngồi một tí chứ.
ăn như bim bim của mình chứ có gì đâu, chỉ ngon hơn tí, chắc ngon cái hương liệu. Đang ăn mặn nên là ngại ăn ngọt. Bye bye mọi người.